Bộ phim hôm nay nói về một chàng trai mạo hiểm giả số nhỏ bị đồng đội mà cậu tin tưởng chơi cho một vố đẩy cậu từ đỉnh cao xuống thẳng đáy xã hội. Ở dưới hang MU u tăm tối này cậu vô tình gặp những người đồng cảnh ngộ và từ đó cuộc hành trình đầy khám lọ của họ bắt đầu. Thành phố Mê Cung là nơi mà những thanh niên trai tráng hay các thiếu nữ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để lăn lộn. Và nick chiến binh giáp nhạy của đoàn mạo hiểm giả lão làng võ nghệ Bách Ban cũng không phải là một ngoại lệ. Đó là vừa có tiền vừa có quyền lại vừa có vệ sinh và giúp cho võ nghệ Bách Ban lên hạng A. Nhưng đời thì không như là mơ anh bị Agat người mà anh xem như là cha ruột của mình trục xuất và thật. Trùng hợp như đã được sắp đặt từ trước đến cả cô bạn gái cũng chia tay anh ngay trong ngày hôm đó. Đau thương biến thành hành động anh trở thành một fan cuồng cho một idol mới nổi lúc nào không hay. Cổ vũ rồi chơi tất tay những gì mình có cho idol mình thích khiến cho anh nhanh chóng trở thành một thằng cha thất nghiệp trắng tay chả có cái cụ gì ngoài con tim nóng và cái đầu lạnh anh nhớ lại lúc anh bị người mà anh từng rất tôn trọng lạnh lùng đuổi anh đi chỉ vì anh làm đúng trách nhiệm của mình là tố giác kẻ có tội đã biển thủ số tiền quỹ của đoàn tức là anh tố cáo không đúng người và không đúng lúc kẻ đó có liên quan mật thiết đến lão già này nên lão bắt buộc phải cho cậu chim cút để lấp liếm sự việc đang khổ hạnh thì một cô gái lạ mặt cô ấy đưa cho anh tờ rơi và cây dù rồi hẹn anh đến tòa thị chính để cổ vũ cho ai đầu mới nổi như cô và đó là nguyên nhân dẫn anh chơi tất tay để cho con tim anh ấm trở lại sau khi trở thành giai cấp vô sản chính hiệu theo nghĩa tối anh quyết định làm lại để có tiền bơm cho ai đổ mình tiếp. Anh tới một hội quán để ghép đội nhưng do tự ti vì những lão già bụi bạc đó nói nên anh không dám bắt chuyện với ai cả. Đến tối khi hội quán đóng cửa thì anh đến một quán bia để chút hết nỗi buồn của mình vào đống đồ có men này. Đang thẫn thờ ngồi ăn bát cháo có vị như biểu cùng với ly bia lạnh toát thì xuất hiện ba kẻ lạ mặt khác ngồi vào ba chỗ trống ở bàn anh. Ba người mỗi người một vẻ, cô gái đầu thì ăn mặc trông rất quý sở tộc đồ của cô ta toàn những thứ đắt tiền cả phong thái cũng vậy. Nó không hề hợp với nơi rượu bia dân dã này. Người thứ hai ăn bận vẻ ngoài và phong cách trông có vẻ rất giống một giáo sĩ nhưng người anh ta thì đậm mùi bia kèm theo đó là mùi mỹ phẩm của đám gái điếm. Còn người cuối cùng thì là một cô gái long tộc đáng lẽ ra phải ra dáng một dũng giả được nhiều người kính trọng chứ không có trông tà tơi như mới bị đánh thế này. Bỏ qua đống tiểu tiết chả liên quan gì tới anh đó. Anh uống hết một hơi cùng lúc với đám người ớt ơ này. Cô gái phù thủng đó là một trưởng nữ của một nhà quý tộc danh giá do việc cô quá đỗi xuất sắc đến cả các thầy giáo cũng phải nể phục khiến cho hôn thê của cô do tủi nhục vì sự kém cỏi của mình cô bị buộc phải rời nhà đến thành phố này đến đây cô bị trì ngập trong cá độ nên đã cố đi làm để kiếm tiền kiếm sống cơ mà do cơ mặt quá đỗi khó tính nên cô bị người ta xanh lá trước khi kịp nói gì nỗi sầu đã dẫn cô đến quán bia này còn anh chàng giáo sĩ kia thì có một cuộc đời bi đát hơn thành phố nơi anh sống là nơi có một điện thờ thần khải thị anh được một cô gái đến tuổi dậy thì yêu mến Đến một đêm khi mà cô bé đó cảm thấy yêu anh nhiều hơn là mến nên đã quyết định bày tỏ lòng mình muốn tiến xa hơn với anh. Nhưng anh là một giáo sĩ nào có thể để lục dục che khuất tầm mắt nên đã từ chối. Kết quả là bị cô bé đó giở trò trả thù. Anh đã bị đẩy thẳng xuống đáy xã hội ngay trong lúc anh sắp sửa được phong lên giáo sĩ thượng cấp. Vài tháng sau khi bị giam giữ anh đã bị trục xuất dưới sự sỉ và của người dân. Sau đó anh đi đến một nhà bà chị nọ để hành khất. Khất xong thực thì khất luôn cả bà chị đó. Sáng hôm sau anh được bà chị đưa cho đống đồ mạo hiểm giả trước đây còn giữ rồi tiến thẳng đến thành phố này. Cuối cùng vẫn là cô gái long tộc cô ta thì đơn giản hơn là bị lấy thứ quý giá nhất bởi người mà cô yêu thương nhất. Vì tập phim có hạn nên cậu chuyện của cô mới nhạt như nước ốc. Sau đó khi mở mắt dậy thì cả lũ đã thấy mình ngủ trong nhà của mẹ phù thủng bị cắm sừng rồi. Rồi họ bị đuổi đi. Đi ra tới cửa thì Nick nổi lên một ý tưởng đó là hợp nhất đám ô hợp này lại thành một tổ đội để có thể sống trong cái thế giới khắc nghiệt đã rừng rẫy họ này để tránh mất thời gian nên họ đã triển luôn cho cháy họ đến thẳng hội quán để đăng ký tổ đội ở đây bà già chủ hội quán có vẻ biết khá rõ tình cảnh của bọn họ nên cũng không làm khó dễ cũng khá khen cho cô gái long tộc khi thoát được hầm ngục c một mình mà trở về đây cũng vì tính chất ngoan cường ấy là tinh thần của đội cho đến bây giờ nguyên đám bọn họ toàn là lũ bị hất ngã xuống đài xã hội nên sức sống rất mãnh liệt từ đó cái tên huyền thoại của một tổ đội huyền thoại đã được sinh ra tổ đội của những kẻ sống sót sau khi thành lập đội họ bắt đầu đưa ra các điều luật để có thể gắn kết với nhau một cách bền vững hơn điều thứ nhất không can thiệp vào sở thích của người khác điều thứ hai phải sát tiền bạc điều thứ ba là nhất định phải sống sót trở về nick sẽ lo việc sổ sách tiana sẽ lo việc kiểm tra tiền nong và sổ sách cơ dần sẽ làm thủ quỹ nick sẽ chuẩn bị một cái kết sắt chắc chắn để xua kèo là không ai có thể dùng ma thuật hay bố để phá nó được sáng hôm sau họ bắt đầu xuất kích các nhóm mới lập chỉ có thể đi được hầm ngục G sau khi hạ được những con trùm ở hai hầm ngục G thì họ sẽ có thể được tăng lên hạng F. Đây nói là thực chiến cho vui chứ bọn quái ở đây toàn là mấy con sờ lam nhầy nhụ yếu nhất. Do Nick là một chiến binh lão làng nên các cơ chế này anh nắm rất rõ liền được phong làm thầy. Lên trên tầng cao hơn, Tiana lỡ bị một con nhầy nhụ nhảy vô mặt nên liền quy độ nổi quạo tung chiêu lung tung dính phải cơ dần đang đi đằng trước, kết quả là khiến cô ấy vô cùng mất lòng tin ở Tiana. Đúng là vậy thật bị đồng đội bắn ở sau lưng là điều không thể chấp nhận được. Tiana vì qua cao ngạo không chịu xin lỗi dẫn đến sau đó hai cô gái không thể nhìn mặt nhau kể cả gì đến tầng cao nhất. Thấy con trùng Tiana liền xông xáo chạy lên xả chiêu khiến cho bọn họ bị đống nhầy nhụa đó văng dính đầy người. Để tránh tình trạng đó xảy ra thì Nick lên ý tưởng mỗi người đều cho người khác biết điểm mạnh và điểm yếu của mình. Anh thì nhanh nhẹn linh hoạt nhưng không kháng được sát thương hạng nặng và ma thuật. Gem thì yếu nhất nhưng được cái là có thể hồi phục liên tục nên rất châu chó. Tiana thì chạy đến xin lỗi cơ dần trước rồi cho biết cô tinh thông gió nước và sấm sét, xài được ít đất nhưng không có khả năng dùng lửa, cô chịu thua trước các đòn lửa và đất. Còn cơ dần thì thuần thục cận chiến cũng có thể xài chút lửa, sau đó bọn họ hành quân thẳng vào rừng Gobin để xử chúng nó. Trình độ của Nick phải nói là quá vượt trội nên khiến cho bọn họ rất trầm trồ, sau đó bọn họ tiếp tục xông thẳng tới chỗ của một con ót để thịt nó lấy tiền cho nhiều. Vì Tiana đã xin lỗi nên cơ dân cũng chót tin tưởng mà không nhìn lại đằng sau để cho Tiana mặc sức tung chiêu yểm trợ khi sức mạnh của bốn người được hợp nhất ở gobi lớn này đã bị tiêu diệt trong phút chốc đang mải thu thập chiến lợi phẩm thì nick lỡ ngã vào cơ dần rồi làm vỡ một cái huy hiệu nào đó một con bọ lớn đang mân mê đi ngang người của một long nhân đang nằm ngủ ở đó đi bình thường rồi xuống là được rồi nhưng mà nó lại thích dùng sông ngoáy mũi người đang nằm ngủ để phá đám cơ lượn quanh chợ thì cô tạt vô một cửa hàng bán đồ trang sức ngoài trời cô cầm một món lên xem thử thì lão chủ tiệm báo giá là hai vạn dina rõ cắt cổ nên cô bỏ lại Lúc này lão ta giờ trò đưa ra một cái dây chuyền khác cũng có hình dáng tương tự nhưng bị sức mất một đường. Lão ta bảo cái dây chuyền này cô làm hư nên giảm giá còn một vạn nếu cô không trả tiền thì lão gọi đoàn Thái Dương đến xử lý cô. Đang bối rối thì có một anh chàng kỹ sĩ đẹp trai sáng sủa tiến tới. Anh ta lật tung mảnh khóe của lão già lên và tặng cho cô một sợi dây chuyền mới toanh với giá một vạn để dằn mặt lão bán hàng. Vì được anh trợ giúp như vậy và tộc Long Nhân cũng có nhiệm vụ cao cả như đã nói nên cô sẵn sàng theo phò trợ anh và giao phó mọi thứ cho anh ấy khi cô đang chuẩn bị hành lý mang theo để tránh bị cũng thì anh chàng đẹp trai kayot mở cửa nói cô mang trang bị nhẹ thôi để có thể đánh linh hoạt được cô cũng ngoan ngoãn nghe lời mà để hết ở nhà khi đi bem quái thì lúc nào cô cũng là đứa tiên phong diệt quái còn mấy thanh niên kia thì chỉ đứng ngoài hưởng thành quả sau khi quất xong thì mấy bố vô lấy thành quả tới khi đập nhau với con rắn hổ mang thì anh kêu cô vô khiêu khích nó còn bọn anh ở ngoài hỗ trợ cô lao vô vờ nó đến khi nó tung chiêu cuối với cô rồi thì mấy thanh niên kia mới lao vô thụ lý nó lấy thành quả mặc kệ cô dính độc sống chết ra sao, bọn này tính kỹ rồi. do sức sống mãnh liệt nên cô mới may mắn thoát chết để trở về. cô quyết phải lấy cho được viên ngọc long của sư phụ mình. khi lết về tới nhà trọ thì chủ trọ đã cho cô biết đồng đội cô đã bỏ đi cùng với đống đồ của cô rồi. thứ ăn ủi còn lại cho cô là còn một túi tiền để trang trải qua ngày. sau đó cô vô tình gặp được độc cô cầu thực, một gã anh hùng cực ngầu, có tài năng đặc biệt là biết tất cả món ngon nhất ở tất cả các quán. Vì thấy cô ngày nào cũng léo đảo sau mình nên anh ta cố tình đọc to tên món anh để cô có thể biết mà gọi món. Nhưng cái gì có khởi đầu thì cũng có kết thúc. Lần cuối cô còn gặp anh ta cũng là lần đầu tiên mà cô gặp được tổ đội kỳ cục kia. Còn Nick thì lúc này đang đau đầu lựa dây chuyền mới cho cô vì hôm trước lỡ làm bể nó. Đang phân vân thì idol Aga đến gặp anh. Sau đó hai người ra nói chuyện với nhau về việc này. Aga khuyên anh nên hỏi thẳng trực tiếp cô ấy xem. Cô nói anh đừng nghĩ gì hết chỉ nghĩ là bản thân anh cần như vậy thôi. Rồi sau đó anh đi kiếm cơ dần thấy anh nên cô chia sẻ đồ ăn ngon với anh luôn. Nhưng mà theo tình hình thì chắc chỉ có mình cô thấy ngon thôi, nhưng ít ra thì cô vui vẻ cũng khiến cho Nick đỡ lo phần nào. Sau đó hai người đi lên cầu ngắm chim chóc cùng nhau, nói chuyện dạo đầu xong thì cô nhận ra anh đang có ý hỏi về sợi dây chuyền nên cô nói thẳng cho anh biết luôn là cô không giận anh đâu. Cô thích như thế này hơn, đến tối thì tổ đội kỳ lạ này tiến vào quán nhậu cũ nhưng lần này thì bọn họ được các mạo hiểm giả khác chào đón hơn vì họ đã có tiếng tăm sau khi thăng hạng nhanh. Sau đó thì một cô gái đến dẫn bọn họ để gặp bà chủ hội quán. Bà ta muốn bọn họ tiến vào mê cung tình nhân, để đem về cho bà ta mộng tình kiếm trong dân gian. Cứ mỗi một lần tìm kiếm thì họ có thể thu về cho mình tận 3 vạn đi na. Cơ mà trong mê cung tân thủ mà được như vậy không phải là kẻo này thơm quá rồi hay sao? Nick thì tính rạch ròi rõ ràng đã ăn sâu vào trong máu anh nên anh nói luôn. Không có vụ mà khi đem kiếm về được thì hội quán lại bắt đầu chê ổng chê ẻo như là tình trạng này tệ quá hay thế này không được. Rồi kỳ kèo giá đâu? rồi bắt họ làm bản cam kết. Đang lang thang trong hang động thì bọn họ chém gió về cái vụ tìm thanh kiếm có thể gia tăng sức mạnh của những người gắn kết với nhau bằng niềm tin. Nghe nó cứ ảo ảo kiểu gì ấy nhưng mà nó có vẻ hứa hẹn đấy. Mà hang động này được xây kỹ càng với hiện đại thật đấy, còn có hẳn cả camera nữa cơ. Khác xa với phong cách trung cổ nơi đây, khi mần mò một hồi thì cuối cùng họ cũng đến một chỗ chưa khám phá hệt như bản đồ nói những khác biệt cái là đèn trên đó là đỏ chứ không phải xanh. Nhưng có lẽ nhờ vào bản năng mạo hiểm bố đời của Nick nên anh quyết định đi vào đó để cửa hầm ẩn mở ra. Đúng như dự đoán, bên trong nó mới có một bóng đèn màu đỏ ở giữa. Trước khi tiến vào sâu bên trong thì cô phù thủng dùng thấu thị quét quái vật trước đã cho chắc. Sau khi không phát hiện ra dấu hiệu của sự sống khác biệt nào ngoại trừ họ thì tất cả bắt đầu tiến sâu hơn vô bên trong phòng. Ở giữa căn phòng là một thanh kiếm chỉ có cái chui cùng cái lõi chứ không có kiếm. Nó đang bolo bala chào mừng nhóm của họ thì bọn họ chỉ đơn giản là lo lắng về túi tiền của mình sẽ bị vơi đi nếu như đem nó về bán mà hình dáng của nó lại chẳng ra làm sao thế này nó giới thiệu nó là thánh kiếm đầy kiêu hãnh chỉ trao sức mạnh của mình cho những người coi trọng tình nghĩa nó chính là kiệt tác tối thượng của công xưởng ma thuật gì gì đó vũ khí tinh thần cấp thiên sứ tên là tình thân kiếm thấy nó giới thiệu xong rồi thì nick bắt đầu nhấc lên để đem nó đi trước khi đi nó hỏi xem ai là người sử dụng nó nhưng kết quả thì thật đáng thất vọng bọn họ đến đây để tìm nó thật đấy cơ mà là tìm để bán cơ nó không muốn bị chui vào nhà kho đâu khi vừa nhấc lên thì nó xin lỗi vì con thủ vệ nơi này đã được kích hoạt rồi phải giết được nó cơ thì mới có cơ may thoát được ra khỏi đây nó là một con golem bằng bùn khi nó vừa xuất hiện thì phủ thủng ném băng vào người nó thấy nó bị tê liệt nên cơ dần nhân cơ hội xông lên cơ mà lại bị nó phản pháo cho bị thương nên nick phải chạy lên đánh câu giờ thấy kiếm thường không có tác dụng nên cậu dùng thánh kiếm nó kêu cậu nhìn vào cơ dần rồi đọc to junion đi kết quả là chả có gì cả đang bối rối thì con golem tấn công cậu chặt được đứt tay của nó nhưng sau đó cái tay đứt đó lại ôm chân anh để cho bản thể của nó tấn công khiến anh văng vào cái hố vừa nãy nó xuất hiện. Thấy tình hình nguy cấp nên phù thủng đưa ra bài tủ làm đóng băng nó câu giờ để cho cơ dần xuống cứu Nick được. Xuống đây hai người họ bắt đầu làm nhảm về tình bạn mặc dầu mới quen nhau chưa được bao lâu rồi khi lôi anh ra khỏi đống đất đá thì thánh kiếm nói anh thử đọc to câu thần chú kia một lần nữa. Trên này trong lúc đang vô vọng chống đỡ thì bản hợp thể của Nick cơ dần xuất hiện đập chết con quái rồi hai người lại tách đôi trở lại bình thường. Sau đó khi trở về bán kiếm thì họ nói câu nào khen cây kiếm để bán thì thằng nhóc đằng sau nói chêm vào câu đấy. Có vẻ nó là dạng người của cây kiếm thật nên đang so đo với cây kiếm giả. Tên của nó là Kizuma. Sau khi được trả công đi ra về thì thằng nhóc này bắt đầu bolo bala về cái tính năng ba ra bảnh gì gì đó giúp nó có hình dạng này. Sau đó khi về tới nhà thì họ bắt đầu chia tiền cho nhau. Mọi người đều bằng nhau hết, cả thằng nhóc cũng có phần. Nhóm này coi bộ rất sòng phẳng về tiền bạc. Khi có nhiều tiền trở lại rồi thì họ lại bắt đầu dồn nó vào thú vui của mình. Vì điều một của nhóm là không được đụng chạm đến sở thích của người khác nên thằng nhóc vài ngàn tuổi này sẽ bị ở nhà chơi một mình nếu như không có phù thủng cho đi chơi cá độ cùng. Sau khi tiêu xài số tiền kiếm được cho sở thích của mỗi người trong tổ đội những kẻ sống sót thì chỉ còn vài xu lẻ đủ mua đồ ăn vặt. Thôi thì phải bắt tay vào làm việc có kế hoạch chứ không lại đói thối mồm ra. Họ đã đủ khổ sở lắm rồi nhưng cái quá khứ cứ bám lấy dai rằng Tiana thì luôn mơ về những lời nói dặn dò của sư phụ trước khi rời đi mỗi sáng mở mắt tỉnh dậy cô đều ước trở lại dinh thự chăn ấm đệm êm chứ không phải phiêu bạt nay chỗ này mai chỗ khác nữa không chỉ cô mà những người khác cũng thế bản thân họ luôn biết thực tại khắc nghiệt dù sao thì sự cố cũng đã xảy ra rồi nên phải biết nỗ lực vượt qua họ chỉ u sầu khi ở một mình còn khi đi cùng nhau thì mọi chuyện sẽ khá hơn rồi nhiệm vụ lần này họ phải thực hiện trong ngọn núi băng lạnh lẽo với quỷ la sát để tránh gây tiếng ồn thì họ giao tiếp với nhau bằng thần giao cách cảm tâm linh tương thông Cư gian ngựa ngựa ra sát sau lưng con quỷ để kiểm nghiệm xem ở xa như vậy có giao tiếp với đồng đội được không thì 11 lại tự mình xông lên trước để chứng minh thực lực. Anh đây không chỉ đỡ được đòn mà còn biết sử dụng thuật phân thân nhé. Chỉ chớp nhoáng đã tiêu diệt được con quỷ la sát mà chẳng cần bốn người còn lại động tay. Dù sao kiếm được tiền rồi thì phải đi lấp đầy cái bụng đã. Gem và Tiana bận việc riêng nên chỉ còn ba người kia đi cùng nhau. Nhưng ơ mà khoan, cái quán này nó là nơi gặp gỡ yêu thích của mình với bạn gái cũ cờ lau. Nick phân vân lắm nhưng hai người kia đã vào rồi. Đang ăn thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Ồ hóa ra cô ta đang đào mỏ một thanh niên hệt như cách đã đào mình ngày xưa vậy. Nick không nhịn nữa mà ra chất vấn cô ấy. Ủa mẹ em bệnh hồi nào mà không nói anh biết. Tưởng bà ở cách đây ba ngày đường mà giờ lại đi hẳn một tháng xe ngựa cơ à. Thế là nhỏ tức giận đứng lên lôi tên khờ mới đi thì Nick chốt một câu sao em không trả lời anh. Cô ta liền cầm gói quà ném vào mặt Nick rồi bỏ đi khệnh khạng như chân con nhái. Cậu cứu được cuộc đời một con người xong thì mọi người lại trở về tụ họp với nhau. Chưa ngồi ấm chỗ thì con mẻ đó lại lôi một thằng hổ cao to đen hôi tới để trả đũa. Hai người đàn ông liền lôi nhau vào con hẻm nhỏ nói chuyện to. Tưởng là đấm nhau tới nơi nhưng tên hổ Leon này lại muốn Nick nhận lại cờ lau vì cô ta đã ngốn đủ tiền của thiết bang hổ. Nhân tiện họ biết nhóm của Nick mới lập cũng kiếm kha khá nên muốn cậu hốt được bạc nhiều thì tống cổ đồng đội đi để cho chúng tham gia cùng. Nick hết nhịn nổi mà đấm cho hắn thấy mẹ luôn. Anh đây không chơi trò bẩn như chúng bay nhé. Họ là anh em đồng cam cộng khổ chứ không phải lừa bịp nhau. Ấy vậy mà đồng bọn của Leon xuất hiện đánh lén cậu. Chưa kịp làm gì thì bà lão Vinma xuất hiện, tưởng là ngăn cản ẩu đả nhưng lại khuyến khích hai đội chiến nhau theo luật lệ, thế là một cuộc quyết đấu với thiết bang hổ được mở ra. Trận chiến lần này có tên là giải toán đấm bốc gồm 10 hiệp, hai đội cử ra đại diện giải toán và đấm nhau, bên nào giải ra đúng trước thì đối phương phải chịu bị đấm mà không được đỡ nghe căng thẳng thế rồi mà người giải toán của đội sống sót là cư gian còn bên kia là cờ lao. nói về trình của cô ấy thì bò nó phải gọi bằng đệ tử nhưng mọi người vẫn động viên và chỉ dạy cô nhiệt tình xong việc với cư gian thì gem lại đi chơi gái ấy thế mà không phải đâu cậu ta chỉ đi do thám tình hình các đối thủ bên thiết bang hổ để về bàn kế hoạch tác chiến với mọi người rồi ngày ấy cũng tới cặp đấu đấm bốc đương nhiên sẽ thuộc về hai bang chủ là nick và leon còn Cư Gian nhìn thấy những câu toán dễ thì có vẻ tự tin hơn mà muốn nhanh giành chiến thắng cho Nick nhưng kết cục là làm sai ẩu nên điểm số đã thấp hơn Cờ Lau. Chỉ tội Nick phải hứng nguyên một cú đấm giữa bụng đau thấy mồ nhưng anh đây vẫn sẽ trụ vững. Hiệp 2 bắt đầu và Leon tiếp tục câu giờ để Cờ Lau giải toán chính xác thì việc đấm Nick khi cậu không thể phòng thủ sẽ hạ gục nhanh hơn là đối kháng. Cư Gian càng lo lắng lại chẳng thể tập trung và kết quả hiệp 2 lại nghiêng về thiết bang hồ Cư Gian càng tự trách mình thì Nick hết mực khuyên giải cô. Vốn dĩ cậu còn tưởng mình ăn đòn gấp 10 lần cỡ này nhưng sự nỗ lực của cư gian đi từ số 0 lên số 1 đã là thành tựu lớn đáng ăn mừng rồi. Cư gian sốc lại tinh thần và hoàn toàn tập trung vào bài làm của mình mặc cho cờ lau nói ngả nói nghiêng. Trong lúc ấy Tiana kiểm tra mãi vẫn không phát hiện ra tín hiệu ma lực của đối thủ. Vậy từ đầu tới giờ cờ lau đang dùng chính bộ óc của mình thôi sao? Kết thúc hiệp 3, Nick lại bị đấm một cú nhưng anh đây vẫn là vua lì đòn nhé. Tiana xin phép mọi người và ban tổ chức cho dồn hết tất cả đề thi cuối vào lần chót này đi cho nhanh. Dân tình thấy sốt ruột cũng hùa vào đồng ý, thế là một sấp đề thi được mang lên khiến thiết bang hổ hơi hoang mang. Để ăn chắc cờ lau đã dùng ngọc truyền tin tới đồng bọn ở tòa tháp phía xa nhờ hắn giải giúp cho nhanh chứ cô không tự tin vào lần cuối này. Chỉ chờ có thế là Tiana đã phát hiện ra và cùng đồng đội tới tòa tháp bắt kẻ gian ấy. Leon nhận ra định báo cho cờ lau không được gian lận nhưng bà Vinma đã bắt đầu nghi ngờ mất rồi cờ lau bắt đầu hoảng loạn càng cay cú tính toán càng sai và tín hiệu chuyển đi cũng khó khăn hơn trước quá giận dữ cô ta đập bàn đứng dậy làm mọi người ngây ra không hiểu gì hết tên ăn gian liền bị đưa về với bằng chứng ngọc truyền tin trên tay giờ thì hết đường chối cãi theo luật cứ thế mà xử phạt bọn họ bị đưa đi trong sự xấu hổ tủi nhục khi làm trò hèn cả đội về ăn mừng cùng nhau khi đã đồng tâm nhất trí vượt qua một cửa ải khó khăn họ đâu biết rằng ở phía ngoài kia đang có người dõi theo động tĩnh của mình sau khi kiếm được kha khá tiền từ vụ giải toán đấm bốc thì nhóm mạo hiểm giả trẻ tuổi lại lao vào những cuộc vui thâu đêm. Tiana tới sòng bài chơi nhưng Nick và Kizuna lại xin được đi cùng để ăn món kem nổi tiếng ở đó. Chỉ tội nhóc xếp hàng chờ rất lâu mà khi tới lượt thì lại hết sạch kem luôn. Nick đành rủ nhóc tiện đây chơi vài ván bài đỏ đen nhưng cậu nói mình có nguyên tắc riêng của bản thân nên sẽ không bao giờ động tới cờ bạc. Thế mà lại nhìn ra những lá bài ở đây dùng phép chống ma lực để chơi công bằng thì có vẻ hơi lươn chúa rồi. Phía Tiana cô nhìn tín hiệu của tên chia bài và nhận ra hắn cũng đang muốn luộc gã đàn ông suốt ngày ăn bám phụ nữ kia thế là cô cũng hợp tác luôn vì dù sao cũng tính vét sạch túi của đám người này mà cô vừa hạ được mục tiêu thì đúng lúc này một con quái vật to lớn xông vào sòng bạc làm mọi người chạy toán loạn thì ra nó là do thủ lĩnh thiết bang hổ leon biến thành chẳng phải hắn đã bị bắt giam sau vụ thi đấu giải toán đấm bốc gian lận hay sao hóa ra trong lúc bị giam hắn gọi ra bảo vật kiếm hắc ám đã cất giấu nhiều năm nhờ nó giải thoát nếu không hắn đã bị đám binh lính xiên chết trong ngục nhưng nó lại thôi thúc lòng căm hận nick của hắn giúp hắn có thêm sức mạnh cả về cơ bắp và khứu giác để đánh mùi được những gì hắn cần rồi hắn tìm tới phía tiana vì nhớ cô là đồng đội của nick nhưng tiana phủ nhận thì liền bị hắn giơ nắm đấm lên đầu bắt khai thật tiana biết tên leon này đã khác lúc trước cô cũng không thể chờ nick tới cứu mình được thế là cô bắt đầu cười vào mặt hắn và lôi tẩu thuốc ra đánh lừa sự chú ý của leon nhân lúc hắn chủ quan cô dùng nó đâm vào người hắn rồi kéo theo cô gái phía sau bỏ chạy nhưng đã bị hắn ném cho nguyên cái bàn suýt thì nát người Tiana liền gọi tên ăn bám ban nãy ra kéo người phụ nữ vào nơi an toàn còn mình thì tập xác định luôn là bỏ mạng ở đây. Đúng lúc hắn ra tay thì Nick và thánh kiếm Kizuna xuất hiện. Hai cây kiếm nhìn là nhận ra nhau ngay nhưng hắc kiếm biết trình độ của Nick còn kém để dùng kiếm thánh nên liền tăng sức mạnh cho Leon thành một con hổ khổng lồ gấp 3 lần lúc trước. Lúc này Tiana gọi Nick thực hiện việc hợp thể bằng sức mạnh kiếm thánh. Hai người họ ghép lại thành một chiến binh tóc vàng dài qua mông. Tính nhốt con mèo to xác lại mà nó quá mạnh nó còn nổi giận phá tan nát sòng bài và đánh cả người thường. thực lòng Leon không muốn chuyện này xảy ra, cậu đã đấu tranh tư tưởng quyết liệt hơn trước. nhân cơ hội này Nick cho nhốt hắn lại. sau đó thì mang theo cả một cơn mưa bài chống ma lực suối xả tới và thành công chấn áp sự thao túng của hắc kiếm. tuy lần này không có người chết nhưng thiệt hại tài sản không nhỏ. vậy nên con mèo to xác Leon sẽ còn bị giam nhốt trong chuồng dài dài. trở lại với Nick thì mọi người có còn nhớ sở thích tiêu tiền của cậu là đua idol Agate với giọng ca mê đắm lòng người hay không? Hôm nay cậu vẫn chạy bộ trên con đường quen thuộc hàng ngày thì tình cờ nghe được giọng cô ấy nhưng lại cứ tưởng mình bị hoang tưởng. Vậy mà ú ỏa cô lại chạy ngay phía sau cậu làm hết hồn. Ngồi nói chuyện với Agate cô lại kể về những ngày đầu vừa dọn dẹp xong là tập hát trong quán rượu và chẳng có ma nào thèm nghe. Nhưng một hôm ông chú đầu chọc dâu đã tới và nói sẽ đưa ước mơ làm idol của cô thành hiện thực. Rồi cái tên được gọi là ăn bám phụ nữ lúc trước chính là Donnie, quản lý nhà hàng này và là bạn trai của cô xuất hiện để nắm bắt thông tin. Sau đó cô vẫn đi xem thử idol mà công ty này đào tạo trình diễn ra sao thì từ đó ước mơ ca hát của cô lại bùng cháy dữ dội hơn trước. Cùng thời điểm đó cô còn được làm quen với hai người bạn mới và trải qua những giây phút vui vẻ. Nhưng sự nghiệp thăng hoa thì tình cảm của cô và Donnie lại đi xuống thậm tệ. Anh ấy bắt đầu vòi tiền cô để làm ăn cá cược với thiết bang hổ. Hết lần này đến lần khác nhưng cô vẫn cho anh ta tiền. Rồi chuyện gì cũng đến, Donnie đi đánh bài và thua một cô gái tóc vàng hút tẩu thuốc kiêu ngạo. Nick nghe biết ngay đó là Tiana nhưng không nói cho Agate biết. Còn Agate thì cứ đinh ninh cô gái đó là thánh hiệp sĩ tóc dài đã cứu mình khỏi con quái vật to lớn kia chỉ bằng một bộ bài rồi biến mất không để lại dấu tích. Kể từ đó cô quyết tâm thoát khỏi mối quan hệ độc hại với Donny cho anh ta tu trí làm ăn lại từ đầu. Còn mình sẽ chỉ tập trung vào đam mê ca nhạc, dù có gặp nhau trên đường cũng sẽ coi là người dưng. Rồi tối ấy cô đã tự hát bài hát mình sáng tác về thánh hiệp sĩ, Nick nghe mà bất ngờ lắm nhưng không thể nói sự thật với idol của mình được. Cậu cứ thế lắng nghe cô say mê như những lần trước vì hiện tại cậu chỉ quan tâm mình là fan ruột của cô mà thôi, chẳng phải hiệp sĩ hay mạo hiểm giả gì nữa, đúng là dân đu idol chính hiệu luôn. Rồi lại tới buổi sáng như bao ngày khác, cậu chạy bộ xong thì ngồi nghỉ uống nước và tình cờ lại nghe được tiếng của Agnes đang nói với mình. Lần này cô không ra mặt nữa mà chỉ ngồi phía sau, tâm sự với chó hoang thay vì nhìn mặt cậu. Thành viên Kizuna nhỏ con nhất nhưng lại già tuổi nhất đội hôm nay cũng đã tìm được niềm vui riêng cho bản thân mình cậu ta thu thập tin tức về một người đàn ông đang nổi đình nổi đám về tài năng cưỡi mây cưỡi gió nhưng lại mang tội ác bắt cóc trẻ em nick gạt phát đi nói rằng đó là tin pha ke của lều báo nhưng nhóc không tin đúng lúc ấy olivia đi ngang qua thấy có người đang ca ngợi bài viết của mình thì vội vào làm quen với mọi người trùng hợp rằng cô cũng là mạo hiểm giả nhưng cái tướng đi kỳ cục chân tay loang quang thế này thì không giống cho lắm Tôi ấy chàng giáo sĩ gem đang say sưa trên phố thì thấy một cô bé bị bắt đi Cùng lúc đó Nick và Kizuna vừa đi xem buổi trình diễn của idol xong thì cậu nhóc có linh cảm Gem đang gặp chuyện nên vội chạy đi tìm và cứu được hai chú cháu. Ra là mẹ con bé đang bị thương vì tối nào cũng đi truy bắt kẻ bắt cóc trẻ con nên nó muốn đi tìm hiểu. Hôm nay nó đã có một bài học lớn và còn xin ân nhân Gem nhận nó làm đồ đệ. Mọi người xông ra ngăn cản nhưng anh hẹn 15 năm sau nếu lúc đó còn muốn thì chú chờ. Hôm sau cả nhóm mạo hiểm giả đi mua tin tức về tên đó nhưng có vẻ các tên thợ săn tiền thưởng khác chưa hết kỳ thị bọn họ lại còn dè biểu đặt cược rằng cả nhóm sẽ thua, thôi thì đội phải nhận tạm một nhiệm vụ khác để kiếm tiền đã. Cả nhóm tiến vào khu ổ chuột nọ và hỏi tin tức về Hales nhưng người ở đó không biết gì ngoài tin vịt nhưng không quên dặn họ không được làm phiền đến người được quý trọng nhất ở đây. Tiếp tục đi sâu vào bên trong thì gặp phải một đám côn đồ định chấn tiền của họ nhưng chúng gặp nhầm người rồi, hơn nữa xem người thấy mùi thuốc viện. Đã nghèo rồi còn dính vào thứ đó thì chỉ có chết mòn thôi anh ta đưa hắn một ít thảo dược coi như lộ phí lấy được tin tức của Halet và cả nhóm tiếp tục đi đến cuối cùng. Vừa ập vào bắt ngay tại trận tên đang bị truy nã kia hành sự với bạn gái, Halet định trốn thì Kizuna đã chặn ngay phía sau, thoát làm sao được hả con trai. Tuy nhiên bọn họ vừa định đi thì ông bác sĩ Nagava xuất hiện ngăn cản người khác đưa bệnh nhân của mình đi, nhưng khi biết Halet phạm tội bị truy nã thì ông ta đành chấp nhận. Chỉ có điều khi Kizuna hỏi về kẻ đang bắt cóc trẻ em hiện nay thì lão có phần ngập ngừng rồi vẫn chối không biết nhóm mạo hiểm giả đưa tên Halet về, Tiana lấy tiền thắng cược ra mua rượu bao hết cả quán, dù sao vẫn là ăn được tiền người khác mà cho lại như thế thì chơi đẹp quá rồi. Sau đó bọn họ nhận được tiền thưởng và cả một số tin tức về kẻ bắt cóc trẻ em, những tin đồn ấy lại hướng về cô nhà báo đang tiếp cận cô bé lần trước. Nick cho mọi người chặn hết đường ra và hỏi chuyện cô ta nhưng cô ấy khua tay chân một hồi và bay thẳng qua nóc nhà trốn thoát. Trở về căn cứ đèn mờ tạm thời của Gem, lần này mẹ của cô bé kia đã xuất hiện và trùng hợp là đàn chị cũ của Nick. Cô Ada ấy không muốn mọi người tham gia vụ việc này nữa, bởi vì chính cô kinh nghiệm đầy mình cũng không đấu lại được hắn nữa là những tay mơ như các cô cậu. Cô bé còn giới thiệu sư phụ mới cho mẹ làm Ada hơi hoảng, vậy nên Gem cũng phải nói ra nỗi lòng của mình. Từ sau vụ việc bị đứa bé gái vô oan khiến anh phải vào tù ngục khổ sở nhiều năm đến bây giờ, Gem vẫn thấy ám ảnh và sợ hãi những đứa bé gái, còn việc ra tay cứu giúp cô bé cũng chỉ là tình huống cấp bách không thể làm ngơ. Nhưng còn vụ 15 năm sau thì sao? Cô bé ngơ ngác hỏi sư phụ, còn bà mẹ biết ngay ẩn ý của cậu ta nhưng muốn lấy con gái bà thì chưa đủ tuổi nhé, nhất là mạo hiểm giả. Cô bé vội vã giải thích rằng mình chỉ muốn nhận sư phụ chứ tiêu chuẩn kết hôn thì không thể soàng như thế này được, mọi người nghe mà không biết nên vui hay buồn thay dèm nữa. Sau nhiều ngày thì họ cũng đụng độ lại cô nhà báo Olivia kia, hai bên giao đấu một hồi vì cứ nghĩ đối phương là hung thủ bắt cóc trẻ em dạo gần đây. Nhưng rồi đánh nhau xong mới biết ai là bạn, hiểu lầm được hóa giải và họ tiếp tục chung mục tiêu tìm kẻ bắt cóc. Điều tra về xác chết của nạn nhân cho thấy các bé gái đều giống nhau, chẳng có gì khác biệt nổi bật. Olivia cũng lấy làm lạ không hiểu tại sao và liền nhắc mọi người lật thi thể lên. Quả nhiên có mảnh vỡ của huyễn vương bảo ngọc để che mắt, thứ ma thuật vừa mất đi thì hình dạng của nạn nhân mới hiện rõ ra các vết tích của bệnh quỷ vàng. Mọi người sâu chuỗi thông tin lại và kết luận tìm ra được hung thủ, mọi người phải có kế hoạch bắt gọn hắn ngay lập tức. Đêm hôm sau, ánh trăng tròn chiếu rọi cuộc chạm trán của hai người đàn ông dùng khinh thân siêu đỉnh họ vừa bay nhảy trên nóc nhà vừa trao đổi chiêu thức nick gọi đúng tên đối thủ khiến ma pháp ẩn thân của hắn bị vô hiệu kẻ chuyên bắt cóc trẻ em hàng đêm lại chính là vị thần quan bác sĩ chữa bệnh trong khu ổ chuột kia cậu dáng một đòn thật mạnh khiến cả hai rơi lọt xuống nhà ở bên dưới đã có những thành viên nhóm mạo hiểm giả của cậu chờ sẵn kiếm thánh kizuna đã bọc phía trên mái nhà lần này ngươi không thoát được đâu con trai jem xuất hiện anh từng là thần quan nên hiểu rõ bệnh quỷ vàng là một bệnh hoa liễu qua điều tra cho thấy con gái ông mất vì căn bệnh này là một sự cố xảy ra trong quá trình giúp ông điều trị cho các bệnh nhân. Nhưng mọi người lại không nghĩ như thế và bắt đầu xì xào bàn tán về nhân phẩm của cô. Vừa để trả thù họ và cũng để có thêm bệnh nhân làm thí nghiệm nên ông ta đã đi bắt cóc những đứa trẻ vô tội chạc tuổi con mình về. Gen bắt đầu gặng hỏi về huyễn vương Bảo Ngọc, bởi vì một thứ giá trị như thế lão không dễ dàng có nhiều mà che đậy dấu vết thi thể đến vậy, hẳn là có kẻ nào đó tiếp tay. Lão chưa kịp nói gì thì cột sáng laser xuyên qua cửa xuyên thủng cả lớp giáp trên người tay bác sĩ. Sau đó một tên mặc giáp đen mặt nạ trắng ngây ngang bước vào nói rằng sẽ trừ khử tất cả những người đang có mặt ở đây để bịt đầu mối. Gen quay ra dùng ma thuật hồi phục cho lão ta nhưng lại bị tên giáp đen kia đánh bật đi. Dù hai cô gái trong đội muốn ra tay ứng cứu thì cũng đến lượt họ bị ăn hành. Cậu phải cứu lấy tên bác sĩ gần hẹo này hay đồng đội đang gặp nguy hiểm kia. Nếu đang chữa trị cho họ mà bị tấn công thì cũng đi cả đám. Thật may cô nhà báo kiêm mạo hiểm giả Olivia đã tới. Không ngờ cô ta cũng mạnh đến mức đá bay cả tên giáp đen giúp cho Gem có thêm thời gian kết hợp thánh kiếm với Nick tạo ra siêu chiến binh. Nhưng Olivia thì không may mắn nữa, cô chọc giận hắn nên phải nếm mùi bị nhốt trong một chiếc lồng ma lực áp suất nhiệt độ cực cao đến vỡ cả mắt kính. Những tưởng không cầm cự được bao lâu nữa thì tên giáp đen bị phân tán ma lực khi đánh nhau với kiếm thánh và cô đã thoát ra kịp thời. Cô kết hợp với siêu chiến binh xiên trúng mặt nạ trắng của hắn nhưng hắn đã kịp cho nổ tung khu nhà và bỏ chạy mọi người đều ổn cả trừ tên bác sĩ kia nơi này cũng sắp đổ sập mất rồi nên cứu lão ta là điều bất khả thi thôi thì xem cho ông ta một chút nhân đạo để cái chết được êm ái hơn tạm khép lại vụ án bắt cóc trẻ con tuy nhiên tên giáp đen mặt nạ trắng vẫn là một ẩn số sau khi vụ án khép lại nhóm mạo hiểm giả thực sự nằm liệt giường một thời gian phần vì thương tích phần vì áp lực cuộc sống mỗi lúc một nặng nề hơn hôm nay nick lại mơ về ngày nhỏ đã mất cha mẹ cùng một lúc rồi lại bị lão cha nuôi kia lừa gạt mà mãi chẳng ngộ ra nếu như lúc ấy cậu mạnh mẽ đối diện thì có thể đã được đi đến thiên đường với cha mẹ rồi. Sau đó cậu tỉnh dậy và ngồi bần thần nhìn trời mưa. Trùng hợp thay cô ca sĩ Agate lại đang trú ngay dưới hiên nhà mình. Ôi lại được nhìn thấy idol đúng lúc tâm trạng tụt mút. Nick lấy chiếc ô treo hình con chó để che cho cô và cùng trò chuyện. Người tầng trên người dưới hiên nhà. Thật may mắn cho cậu khi trong cuộc đời tẻ nhạt còn lại có tia ánh sáng của Agate soi dọi. Phía bên kia, anh ta đã vào khu ổ chuột để thay thế việc chữa trị của tên bác sĩ Nagava đã chết những con người nghèo khổ bần cùng thế nào thì họ cũng là một sinh mạng trên đời anh lại thấy mình sống có ích hơn thay vì cứ nằm dài và nghĩ về quá khứ cô nàng tiana thì chán ngủ lại đi tìm thú vui tiêu khiển lần này không đánh bạc nữa thì đi cá độ đua ngựa mỗi người một cuộc sống và tuân theo điều lệ không chen vào sự riêng tư của những thành viên khác nên họ dần xa cách nhau hơn một buổi sáng đẹp trời cô nàng cư gian tộc long nhân tới rủ mọi người trong nhóm đi ăn nhưng chẳng ai quan tâm lắm thôi thì đi một mình vậy Gương mặt buồn bã của cô kéo dài như chiếc đuôi rồng đang lết nặng nề trên đường vậy. Thế mà quay đi quay lại mọi người đã ở phía sau cô rồi. Tiana nghe nói có lễ hội mùa hè nên bắt mọi người phải nhấc mông lên mà đi chứ không thể ý ạch trong quán khách mãi. Chưa đi được bao xa, cô nhà báo Olivia lại hớt hải chạy tới với tập tin lá cải. Cô nói mình đã có một chút manh mối về mặt nạ trắng. Quan trọng hơn là cái xấu thật sự đứng phía sau hắn ta. Nhưng nghe tới việc có thể hoạt động lại chân tay tiêu diệt cái ác để bảo vệ thế giới thì tinh thần cả đội lại phấn chấn lên hẳn màn pháo hoa mở màn cho lễ hội mùa hè cũng khép lại bộ phim tại đây hãy comment phía dưới để cho chúng tớ biết cảm xúc của các bạn nhớ bấm like và theo dõi chúng tớ nhé hẹn gặp lại ở video tiếp theo bye bye